Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khách hàng. Phòng mổ được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với hệ thống dẫn lưu khí y tế sạch vô trùng, đồng thời hút khí mê dư trực tiếp từ máy ra khỏi phòng mổ. Hệ thống lạnh trung tâm giúp cho không khí phòng mổ luôn mát, đạt tiêu chuẩn không khí sạch. Toàn bộ lượng khí tươi đưa vào đã được tiệt trùng bởi hệ thống lọc khí. Hệ thống đèn mổ treo trần thế hệ mới có gắn camera có thể quan sát ca mổ từ xa. Phẫu thuật cắt trĩ theo phương pháp Longo là một biện pháp hiệu quả hiện nay. Khi các xa búi trĩ quá to gây cảm giác đau đớn cho người bệnh, thì phẫu thuật cắt bỏ trĩ là phương pháp tốt nhất để tiêu trĩ. Phương pháp khâu động mạch trĩ là phương pháp phẫu thuật trĩ sử dụng đầu siêu âm Doppler. Ưu điểm của phương pháp này là không gây đau đớn cho bệnh nhân và bảo tồn được đệm hậu môn. Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng, 64 Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng. Vui lòng liên hệ điện thoại 05113-679-555 để biết thêm thông tin. Kính thưa quý vị, tôi rất vui vì mỗi tối thứ năm hàng tuần lại được gặp quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Cánh Cung Media phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Thưa quý vị, trên tay tôi là những thắc mắc của quý vị khán giả với sự quan tâm đặc biệt dành cho một bệnh lý phổ biến hiện nay có tỷ lệ mắc bệnh từ 30 đến 50% dân số. Tôi đang nói đến bệnh trĩ hay còn gọi là bệnh lòi dung theo cách gọi của dân gian. Và với chủ đề này, tôi xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt của chương trình, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Trần Thiện Nhân, trưởng khoa ngoại, trưởng trung tâm hậu môn trực tràng đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Xin chào bác sĩ Nhân. Dạ, xin chào anh Khả Lực. Dạ. Thưa bác sĩ Nhân, thì trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì tôi xin mời bác sĩ cùng quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một những thông tin đáng quan tâm ngay sau đây. Trĩ là bệnh lý thường gặp ở vùng hậu môn, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, thường gặp nhiều hơn ở người cao tuổi. Bệnh trĩ được hình thành do sự giãn nở quá mức các mạch máu, tĩnh mạch ở trĩ. Bệnh gây ra sự ám ảnh, đau đớn, khổ sở, làm giảm chất lượng cuộc sống và gây nhiều biến chứng cho người bệnh. Đặc điểm chung của những người mắc bệnh trĩ là không được điều trị sớm và triệt để vì tâm lý ngại đi khám bệnh, nhất là phụ nữ. Người bệnh chỉ đi khám và điều trị khi căn bệnh này ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và năng suất lao động. Theo kết quả của một nghiên cứu gần đây cho thấy, khoảng 30 đến 50% dân số Việt Nam bị mắc bệnh trĩ. Bệnh thường gặp ở người làm việc nhiều ở tư thế đứng hoặc ngồi quá lâu, ít vận động như tài xế, cảnh sát, thợ may, nhân viên văn phòng, vân vân. Bệnh trĩ gồm trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Mỗi loại lại có từng cấp độ khác nhau. Việc phân biệt chính xác và chẩn đoán kịp thời sẽ giúp cho bệnh nhân lựa chọn được những phương pháp điều trị phù hợp theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Thưa bác sĩ Nhân, thì chúng ta vừa theo dõi những thông tin ban đầu về căn bệnh trĩ. Thì bác sĩ có thể cho người bệnh biết được những cái dấu hiệu để người ta có thể nhận biết được rằng mình đang mắc căn bệnh này không? Về bệnh trĩ thì có rất là nhiều dấu hiệu để nhận biết. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào loại trĩ, thì có nhiều loại trĩ. Thứ hai nữa là phụ thuộc vào cấp độ, là bị cấp độ như thế nào đó thì có những cái dấu hiệu khác nhau. Nhưng nhìn chung lại là các dấu hiệu hay gặp nhất để người ta có thể là nhận biết đang mình bị trĩ là đầu tiên là dấu hiệu là đi cầu ra máu. Thì thông thường đi cầu ra máu trong bệnh trĩ là máu đỏ tươi và thường ra bệnh nhân sau khi phân ra xong thì nó máu ra theo có khi thì dính vào giấy vệ sinh, có khi thì nhỏ theo một vài giọt máu tươi chẳng hạn. Dấu hiệu hai là bệnh nhân có thể thấy bụi trĩ lồi, thì trường hợp này là có thể gặp trong trĩ ngoài hoặc là trĩ hỗn hợp hoặc là trĩ nội, nhưng mà trĩ nội đó phải ngang cấp độ 2 độ lên thì mới có các cái triệu chứng này. Thứ ba thì bệnh nhân có thể có cảm giác đau vùng hậu môn, thì thường đau trong trĩ thì chỉ gặp những trường hợp nào mà trĩ lồi ra mà sau đó nó bị tắc mạch hoặc là bị xa nghẹt thì mới có triệu chứng đau, còn thông thường trĩ là ít khi gây đau. Thứ tư là có thể các dấu hiệu như là khó chịu vùng hậu môn, ngứa ngáy hoặc là có các cái dịch có thể là tiết ra vùng hậu môn. Thì đó là các dấu hiệu mà thường gặp nhất để có thể mình nghĩ đến mình bị trĩ. Tuy nhiên thì có rất nhiều bệnh cũng có thể có các triệu chứng đó. Cho nên là khi có các dấu hiệu đó thì nên đi đến các cơ quan y tế để kiểm tra. Bác sĩ Nhân vừa đề cập đến những cấp độ trong bệnh trĩ. Như vậy thì với kinh nghiệm cũng như chuyên môn của một bác sĩ chuyên khoa về bệnh trĩ, mà bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả biết được chúng ta phân chia các cấp độ của bệnh như thế nào? Cái cấp độ trĩ này thì trĩ thì có mình có trĩ nội, có trĩ ngoài và trĩ hỗn hợp.
thì trong cái trị ngoại và trị tổng hợp thì người ta không có chia cấp độ, nhưng mà trong trị nội thì người ta chia thành 4 cấp độ, là trị nội là độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Thì các dấu hiệu để nhận biết, để mình phân biệt được bệnh trị từng cấp độ là như này. Được trị nội độ 1 là trị đó hầu như không có biểu hiện gì ở ngoài hậu môn, là tức là khi bệnh nhân khi đi đại tiện là không có dấu hiệu gì bất thường cả, nhưng mà có thể có các triệu chứng, có thể là đi cầu ra máu trong trị độ 1. Trị độ 2 là khi bệnh nhân đi cầu khi trong lúc quá trình rằng thì bệnh trị có nhũ ra ngoài một ít, nhưng mà sau khi đi cầu xong là bệnh trị tự thuộc lên liền, và nếu như không để ý thì đa số bệnh nhân sẽ không phát hiện mình bị trị ngang giai đoạn này. Còn trị độ 3 là khi bệnh nhân đi cầu thì khi rằng thì bệnh trị xả ra nhiều hơn, và sau khi đại tiện xong thì bệnh trị không tự có lên được, mà sau đó bệnh nhân thường lại tay phải đẩy lên thì bệnh trị mới lên được. Nhưng mà sau khi đẩy lên thì trong quá trình trong quãng hàng ngày làm việc, trừ khi mà ngồi rằng nhiều hoặc là ngồi xổm thì khi đó mới xuống lại, còn nếu không thì bệnh trị vẫn nằm trong ống hậu môn bình thường. Còn qua độ 4 là khi bệnh trị xả ra rất nhiều và đi đại tiện xong mình đẩy lên xong là bệnh trị sẽ tự rớt xuống ngay, chứ không có giữ được trong ống hậu môn. Đó là các cái phân độ trị mà trong áp dụng trong trị nội. Quả thực thì sau khi nghe những chia sẻ của bác sĩ thì tôi cũng cảm thấy được một sự bất tiện cũng như những cái khó khăn trong cái của sinh hoạt của người bệnh trĩ. Như vậy thì theo bác sĩ thì nguyên nhân do đâu mà người ta mắc bệnh trĩ? Về bệnh trĩ thì có rất nhiều nguyên nhân cũng như các yếu tố thuận lợi để làm cho bệnh trĩ, nhất là trong cái thời đại ngày nay, thời đại mà sinh hoạt cũng như là các yếu tố ăn uống như hôm nay. Thì đầu tiên là cái yếu tố thuận lợi cũng như nguyên nhân đầu tiên là táo bón. Người nào mà bị táo bón thường xuyên, táo bón kéo dài thì đó là yếu tố hàng đầu dẫn đến bệnh trĩ và yếu tố trực tiếp dẫn đến bệnh trĩ. Ngoài ra thì là ngồi lâu, hoặc là mình ngồi lâu nhưng ngồi một thời gian dài mà không đúng cách thì cũng là đó là yếu tố thuận lợi thứ hai. Thứ ba là những người nào mà phụ nữ mà mang bầu nên giai đoạn là tháng 7, tháng 8, 9 khi thai lớn, hoặc là sinh mà sinh bằng đường tự nhiên có trên răng thì gọi là yếu tố thuận lợi bệnh trĩ. Hoặc là những người lớn tuổi, đa số là trên 50 thì cả cái cấu trúc cơ thể là xa nhạo chúng tất cả, thì trong đó xa nhạo luôn cái cấu trúc của trĩ. Rồi bệnh nhân mà các bệnh nhân mà bị mắc cái bệnh về mãn tính về đường hô hấp, về đường tim mạch, nó thường xuyên có những cơn ho làm tăng áp lực của bụng. Những bệnh bị sơ gan thì làm tăng cả cái áp lực tĩnh mạch, thì trong đó có tĩnh mạch trĩ. Đó thì những yếu tố là những yếu tố thuận lợi có thể dẫn đến bệnh trĩ. Thưa bác sĩ, cũng giống như những căn bệnh khác thì với trĩ người ta vẫn có những khuyến cáo là bệnh nhân nên điều trị sớm để tránh những cái biến chứng. Như vậy thì những cái biến chứng thường gặp ở căn bệnh trĩ là như thế nào thưa bác sĩ? Đối với bệnh trĩ thì nó có một số biến chứng không nhiều lắm, và các biến chứng trong trĩ thì thường là ít khi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng giống như một số bệnh khác như về tim mạch, về hô hấp, về sọ não v.v. Tuy nhiên thì các biến chứng trong bệnh trĩ cũng đang gây ra nhiều cái phiền toái cho bệnh nhân và ảnh hưởng đến các chất lượng sống cũng như sinh hoạt hàng ngày cho người bệnh. Thì biến chứng đầu tiên có thể kể đến là biến chứng xuất huyết, là chảy máu. Thì đó vừa là triệu chứng nhưng cũng vừa là biến chứng. Nếu như bệnh nhân đi cầu ra máu ít thì khoảng vài giọt sau khi đi vệ sinh thì mình xem đó là triệu chứng để phát hiện bệnh trĩ. Nhưng nếu như hiện tượng đi cầu ra máu nhiều và máu cứ rỉ rạ chảy xuống hoặc là phun thành tia thì làm cho bệnh nhân bị thiếu máu dần dần và dẫn đến bệnh nhân suy kiệt dần. Thì hiếm khi là gây tử vong do thiếu máu, nhưng mà khi bị mất máu nhiều thì làm cho cái thể lực bệnh nhân giảm, khi vào viện thì cần phải truyền máu trong quá trình điều trị tiếp theo. Cái biến chứng thứ hai là biến chứng tắc mạch hoặc là xa nghẹt. Thì buổi trị thông thường là đối với các cái trĩ mà trĩ ngoại thì nó bị tắc mạch, nó có cục máu đông ở trong mà sưng cộm lên vùng hậu môn, gây cho bệnh nhân cảm giác đau tức khó chịu. Đối với trĩ nội hoặc trĩ tổng hợp thì khi mà bị xa nghẹt là bộ trĩ sưng rất to vùng hậu môn và bệnh nhân thậm chí không ngồi được, và những cái trĩ đó thì thông thường cần phải đến nhập viện để can thiệp. Biến chứng thứ ba mà có thể đề cập trong bệnh trĩ là các cái biến chứng có thể là bệnh nhân gây ngứa vùng hậu môn, gây ngứa đó là triệu chứng của biến chứng luôn. Và hai nữa là rỉ dịch, các dịch tiết ra vùng hậu môn hàng ngày, thì đó là những biến chứng mà hay gặp nhất trong bệnh trĩ. Kính thưa quý vị, căn bệnh trĩ đang ngày càng phổ biến và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có một sự quan tâm đúng mức dành cho căn bệnh này, và họ thường chọn cách sống chung với bệnh, chấp nhận những khó khăn bất lợi do căn bệnh gây ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ trong thời gian gần thì vấn đề này sẽ không còn nữa, bởi hiện tại đã có rất nhiều phương pháp mới trong chẩn đoán cũng như điều trị căn bệnh này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Bệnh nhân Trần Đình Hải phải sống chung với bệnh trĩ khoảng 1 năm nay. Đây là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để ông cảm nhận hết được những khó chịu, đau đớn và phiền toái mà căn bệnh mang tới cho công việc và cuộc sống. Được sự động viên của người thân, ông quyết tâm đi khám và chữa bệnh trĩ. Tôi bị bệnh trĩ năm nay là 3-4 năm trời này rồi. Thấy trong mình nó khó chịu, thì tôi
ra bệnh viện để nhờ bác sĩ phẫu thuật để cho tôi được mạnh khỏe để về lo công việc trong nhà. Thì cái bệnh, bởi vì cái bệnh này trong người nó khó chịu vì ăn uống ngủ đó nó cũng không được ổn, với lại mỗi lần đi ra ngoài là hơi khó chịu, cho nên là tôi ra nhờ bệnh viện giúp đỡ cho tôi được trong toàn. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng, những trường hợp như ông Hải rất phổ biến. Bệnh nhân được bác sĩ tư vấn các phương pháp phẫu thuật, ưu khuyết điểm của mỗi phương pháp để bệnh nhân cân nhắc lựa chọn. Theo khảo sát, phương pháp Longo được nhiều bệnh nhân tin tưởng vì đã chứng minh được sự ưu việt của nó so với các phương pháp khác. Trong lúc tuổi già thì tôi sống cái bệnh trĩ này đã 30 năm rồi, tôi sống trong cái bệnh. Và nó năm nay là 61 tuổi nên tôi về hưu. Nói chung là tôi cũng sống trong cái sống đa đớn coi như là suốt 30 năm. Do đó coi như hôm nay tôi xuống gặp bác sĩ Nhân tư vấn cho tôi cắt bỏ. Tôi cũng đồng ý là cắt bỏ, hiện nay là sức khỏe đã ổn định. Đây là những hình ảnh về một ca phẫu thuật trị bằng Longo được thực hiện trong phòng mổ. Nguyên lý của phẫu thuật Longo là cắt một khoanh niêm và dưới niêm vùng trực tràng trên góc búi trĩ bằng máy Longo để truyền các mạch máu đến búi trĩ và treo các búi trĩ lên, nên có rất nhiều ưu điểm như không đau hoặc đau rất ít, không có vết mổ ở hậu môn nên không cần ngâm rửa hay thay băng, giữ được cấu trúc sinh lý bình thường ở ống hậu môn, thời gian mổ ngắn từ 15 đến 30 phút, thời gian nằm viện ngắn từ 1 đến 2 ngày, có khi về trong ngày. Kết hợp điều trị sa niêm trực tràng, giải quyết tốt trị sa nội hình vòng. Như vậy, với những hiệu quả mà phương pháp phẫu thuật bằng trĩ Longo mang lại, bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm vào khả năng chữa khỏi bệnh. Với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ hiện đại, bệnh nhân thay vì âm thầm chịu đựng, nay đã chủ động tìm kiếm phương pháp điều trị thích hợp với bệnh lý và hoàn cảnh của mình. Đó là những tín hiệu vui trong điều trị bệnh trĩ mà chương trình sẽ đề cập tiếp theo sau đây. Quý vị, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh của một ca phẫu thuật điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp Longo do bác sĩ Trần Thiện Nhân thực hiện. Thưa bác sĩ, thì ngoài phương pháp Longo thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị nào khác với cái bệnh trĩ? Với bệnh trĩ thì nó có từ lâu rồi, và các phương pháp cũng có từ lâu rồi, mà có rất nhiều phương pháp điều trị. Tuy nhiên trong quá trình điều trị thì có một số phương pháp nó gây ra nhiều cái phiền toái cho bệnh nhân, gây nhiều biến chứng, cho nên là có một số phương pháp bây giờ không còn áp dụng nữa. Thì hiện tại chúng quý lại thì có một số cái phương pháp thì con thể sử dụng như này, nhất là có thể là tùy theo cấp độ trị, những trị nhẹ mình có thể dùng điều trị bằng thuốc, mình không cần can thiệp gì cả. Nếu như mà trị ngắn khoảng ngắn độ 2, tiến độ 2 thì có thể dùng các phương pháp bên đông y. Ngắn độ 2, tiến độ 2 thì có thể hoặc có thể tiêm sơ bổ trị hoặc có thể thắt bổ trị bằng dây thun. Về bên khi ngắn trị ngắn độ 3 độ đi hoặc những trị có biến chứng hoặc là trị hỗn hợp hoặc là trị ngoài thì có thể dùng các phương pháp về bằng phẫu thuật, can thiệp bằng phẫu thuật. Thì trong phẫu thuật thì hiện nay có 3 phương pháp mà áp dụng, trong đó thì có 2 phương pháp áp dụng tương đối phổ biến, đó là cắt trĩ theo phương pháp từng búi là miếng một găng và phẫu thuật Longo. Thì ngoài ra 2 phương pháp đó còn phương pháp mà rất là mới hiện nay, đó là phương pháp thắt búi trĩ dưới hướng dẫn của sóng siêu âm, đó là phương pháp mà được áp dụng là trong khoảng 2 năm đổ lại đây. Với những phương pháp mà bác sĩ vừa nêu ra thì nó có gây ra các biến chứng cho người bệnh không? Tất cả các phương pháp điều trị từ là thủ thuật đến phẫu thuật là các phương pháp đều có thể gây ra các biến chứng, phương pháp nào vẫn có thể gây ra các biến chứng. Tuy nhiên thì mỗi cái phương pháp nó có một cái biến chứng khác nhau, và cái biến chứng đó phụ thuộc vào là thứ nhất là cái việc chỉ định điều trị có đúng hay không, thứ hai là phụ thuộc vào cái tay nghề của bác sĩ, kinh nghiệm của bác sĩ, thì mới hai điều thứ ba nữa là quan trọng là khi bệnh nhân tuân thủ các phương pháp điều trị có tốt hay không nữa. Thì với các cái phương pháp mà tiêm sơ và bôi thuốc đông y ấy, thì các biến chứng hay gặp là viêm hoại tử vùng hậu môn, áp xe hậu môn và gây hẹp hậu môn. Nếu như mà có trên bôi thuốc mà thuốc lan ra mà làm rụng tất cả các bộ trĩ, xong đó là gây khu trụ lại cái xe vòng thắt lại cái hẹp hậu môn. Những tiêm sơ mà tiêm không đúng chỉ định thì thông thường tiêm sơ chỉ áp dụng cho trị nội độ 1, độ 2. Thì nếu như áp dụng ngoài các phương pháp đó, hoặc là khi mà tiêm sơ mà tiêm sâu quá vào cơ vòng hậu môn thì cái sơ hóa cái vòng môn, cái hẹp vòng môn, thì đó những biến chứng hay gặp trong các cái phương pháp về đông y. Còn thắt trĩ bằng dây thun á thì chỉ có là một cái biến chứng sơ nhất là chảy máu thôi sau khi thắt trĩ,
tiền phẫu thuật thì các biến chứng mà có thể gặp sau phẫu thuật thì có thể là gây chảy máu sau mổ hoặc là gây hẹp hậu môn hoặc hẹp trực tràng sau phẫu thuật. Thì trong các cái phương pháp đó thì chỉ có phương pháp thắt trị dưới họng siêu âm là ít biến chứng nhất. Còn phẫu thuật lông gô thì cũng có thể gây chảy máu sau mổ, tuy nhiên tỷ lệ rất là thấp và có thể cũng là gây lên trực tràng hẹp trực tràng nếu như mà bác sĩ khâu mũi khâu đầu tiên mà xấu quá gây vào cơ vòng thì có thể hẹp trực tràng. Tuy nhiên những cái biến chứng đó thì tại bệnh viện tâm trí thì điều trị tất cả các biến chứng từ các đơn vị bạn gửi tới. Vậy thưa bác sĩ thì chúng ta có những giải pháp nào để chúng ta hạn chế những cái biến chứng đó đối với người bệnh? Những giải pháp này thì có rất nhiều giải pháp để có thể giúp hạn chế được kể cả cái biến chứng xảy ra trong bệnh trị. Tuy nhiên thì cần một cái sự tiến hành đồng bộ. Thì có ba cái mục đích nhắm vào, thứ nhất là về phía người bệnh, thứ hai là về phía bác sĩ, và thứ ba là về cái cấp cao hơn, vĩ mô hơn là về hệ thống quản lý của ngành y tế. Thì về phía bệnh nhân thì đầu tiên là khi có các triệu chứng biểu hiện của bất thường vùng hậu môn thì bệnh nhân nên đi khám ngay và đến khám những cái cơ sở y tế mà có bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực về bệnh trị cũng như bệnh lý về hậu môn trực tràng. Thứ hai là về phía cái nhân viên y tế, tức là các thầy thuốc trực tiếp điều trị bệnh trị, thì để mà hạn chế các biến chứng thì các thầy thuốc đó thường xuyên phải trau dồi kiến thức, bổ sung các kiến thức mới, thường xuyên thấy đọc sách nghiên cứu, tham dự các nghiên cứu khoa học và các dự các hội thảo về chuyên ngành. Hai nữa là những bác sĩ nào mà trong lĩnh vực về hậu môn trực tràng thì hoạt động đúng trong lĩnh vực đó. Vì tại vì hiện tại ở Việt Nam mình thì có rất nhiều các cái bác sĩ mà không phải chuyên ngành về bệnh trị vẫn tham gia điều trị bệnh trị, thì chính vì những cái kiến thức không chuyên sâu đó thì gây ra những chẩn đoán không chính xác cũng như phân độ giai đoạn không chính xác, dẫn đến cái chỉ định không chính xác và kết quả điều trị của công là không như mong muốn. Và hiện tại phổ biến ở Việt Nam mình á, thì nhất là những cái vùng thôn quê thì có rất nhiều cái lương y hoặc là những người hành nghề mà không được đào tạo bài bản chính quy về bệnh trị cũng tham gia điều trị bằng những phương pháp dân gian. Thì chính vì thì không hiểu rõ về các cái cấu trúc giải phẫu vùng hậu môn cũng như kiến thức về các cái phân độ trị và các loại trị, người ta áp dụng các phương pháp điều trị đó vào không có đúng. Ví dụ như bôi thuốc đông y hoặc là tiêm sơ bổ trị chỉ áp dụng tốt cho cái trị nội độ 2, hoặc cùng lắm là độ 1, hoặc cùng lắm là một buổi trị thì có thể là bôi thuốc đông y được. Nhưng mà trong khi đó thì tất cả các bệnh nhân bị bất thường ở hậu môn, bệnh trị mà tất cả các độ đến thì họ đều nhận điều trị. Cho nên là khi gây ra cái hệ quả sau đó thì rất là nghiêm trọng. Và những cái hậu quả đó thì có những hậu quả mà quá trình cải tạo lại, quá trình mà điều trị lại, phục hồi lại thì không phải khi nào đạt như kết quả mong muốn. Nhất là những cái trường hợp mà chúng tôi gặp những trường hợp mà hẹp hậu môn, thậm chí cái lỗ hậu môn rất là nhỏ, chỉ một đầu một đũa đủ cũng không lọt vào nữa, thì khi có đến tạo hình lại hậu môn đó mà để cho bệnh nhân có được một cái trở lại một hậu môn mà để như đại tiện như bình thường á, là qua 2-3 lần phẫu thuật mà chỉ hiệu quả được khoảng 80% mà thôi. Về thứ ba là về cái bên ngành y tế thì cần quản lý chặt chẽ hơn nữa cả cái lĩnh vực về khám chữa bệnh, đặc biệt trong cái chuyên môn bệnh trị. Vì những bệnh lý mà về phẫu thuật cấp cao, ví dụ như phẫu thuật về tim mạch, sọ não thì chắc chắn người ta sẽ không thể triển khai những cái vùng mà cơ sở y tế thấp kém được. Nhưng với bệnh trị thì người dân mình nghĩ rất là đơn giản, thậm chí người trong ngành y tế nghĩ rất là đơn giản, cho nên điều trị nơi nào cũng điều trị cả và ai cũng có thể tham gia điều trị, cho nên bệnh trị mới gây ra nhiều phiền toái cho bệnh nhân như vậy. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì người bệnh không thể tự điều trị tại nhà, tuy nhiên có thể tự dự phòng cho mình. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả cho mình biết được những cái cách để người bệnh tự phòng khám bệnh. Đúng là bệnh trị thì bệnh nhân không tự điều trị được. Tuy nhiên bệnh nhân có thể hoàn toàn có thể dự phòng được bệnh trị để mình làm hạn chế mắc bệnh trị hoặc là hàng lùi cái thời gian mình bị bệnh trị ra xa hơn. Thì có rất nhiều cái phương pháp dự phòng. Thì như ban đầu thì anh Khả Lục có trao đổi với tôi về cái vấn đề là các nguyên nhân yếu tố thuận lợi dẫn đến bệnh trị. Thì chúng ta làm sao để mình hạn chế được các nguyên nhân yếu tố thuận lợi dẫn đến bệnh trị đó, thì có thể là chúng ta sẽ dự phòng được bệnh trị. Thì cái đầu tiên là phải tránh táo bón. Vì táo bón là nguyên nhân trực tiếp và thường xuyên và ảnh hưởng gây ra bệnh trị nhiều nhất, nên phải hạn chế táo bón. Thì hạn chế táo bón thì có rất là nhiều cách. Đầu tiên là ví dụ ăn uống thì chúng ta phải ăn những cái chất có tính nhuận tràng, uống nhiều nước hàng ngày. Chúng ta điều trị những cái bệnh lý mà liên quan đến cái vùng trực tràng chẳng hạn, thì bệnh lý đó có thể gây táo bón, có thể trị triệt để vấn đề đó. Thì bên cạnh hạn chế vấn đề táo bón ra thì chúng ta phải có trên làm việc, chúng ta nhất là hàng ngày thì có nhiều người làm công việc mà ngồi rất là lâu, ví dụ dân văn phòng hoặc là tài xế lái xe đường dài. Thì riêng tài xế thì sẽ khó hạn chế hơn, vì nhưng mà tài xế có thể là
thấy bằng cái ghế ngồi của tài xế có thể lọc thêm một cái nệm nước. Thì khi lọc cái nệm nước đó, tài xế có thể nghiêng qua một tí xíu thì có thể cái nước nó sẽ trao đổi ở vùng ở dưới và có thể làm lưu thông được phần dưới. Còn khối văn phòng thì có thể là người ta một ngày 18 tiếng, điều đó là vẫn có thể chấp nhận được công việc. Tuy nhiên, người ta khuyến cáo không được ngồi kéo dài quá 60 phút trong một lần ngồi. Thì thay vì mình ngồi là liên tục như vậy thì 60 phút mình đứng dậy, mình ra đi vệ sinh hay mình đi uống nước hay là mình làm gì đó trong vòng khoảng 3 đến 5 phút. Thì quá trình mình ngồi, nếu ngồi lâu thì các tĩnh mạch ở vùng trí và vùng bụng trĩ nó sẽ bị ép lại và làm giãn nở. Hai nữa là khi mình ngồi lâu quá thì cái vùng ghế nó sẽ bị nóng lên. Mà khi nóng lên thì gây giãn mạch và giãn luôn tĩnh mạch bụng trĩ. Cho nên quá trình mình ngồi dậy 3 5 phút là đủ cho mình lưu thông lại cái các cái lưu thông của đường máu cũng như là mình làm cho cái ghế mình ngồi nó sẽ mát mẻ hơn. Yếu tố thứ ba là các cái bệnh nhân mà bị các cái bệnh mãn tính về đường hô hấp và tim mạch thì chúng ta cần phải kiểm soát tốt các bệnh lý đó. Những người già mà hút thuốc nhiều bị các bệnh lý về COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó, thì gây ho nhiều các thứ thì chúng ta kiểm soát tốt các cái cơn bội nhiễm để hạn chế quá trình ho làm tăng áp lực của bụng. Và quá trình mà bệnh nhân bị xơ gan thì chúng ta phải kiểm soát tốt các cái về các bệnh lý về gan để cải thiện hơn cái quá trình về tăng áp lực của các tĩnh mạch và bụng trĩ. Và cần nên là phải một người phải tập thói quen đi đại tiện hàng ngày và đi tiện theo đúng giờ. Hàng ngày thì tốt nhất theo sinh lý bình thường là đi đại tiện một lần và tốt nhất là vào buổi sáng sau khi mình thức dậy. Và khi sau khi vệ sinh xong thì mình thường là mình dùng nước sẽ tốt hơn mình dùng giấy vệ sinh. Đó là các phương pháp mình có thể là làm giảm đi được cái quá trình bệnh trĩ. Thưa bác sĩ, thì trong bệnh trĩ thì thực phẩm cũng là một cái vấn đề mà chúng ta rất là đáng được quan tâm. Như vậy chế độ ăn uống dinh dưỡng của người bệnh trĩ thì chế độ ăn uống đó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc dự phòng bệnh trĩ. Thì về ăn thì về nói về rau thì những rau mà gây tạo lên cái hiện tượng nhuận tràng để tránh bị táo bón, ví dụ như là đầu tiên phải kể đến rau lang, những rau là rất hay gặp hàng ngày, rau lang này, rau mùng tơi này, đậu bắp này, là những thứ mà thường gặp hàng ngày mình có thể là áp dụng được trong chế độ ăn hàng ngày của mình. Về các cái củ quả thì đầu tiên vẫn là củ khoai lang, đó là củ lang cũng gây là cái hiện tượng đi cầu rất là dễ, nhiều chất xơ. Rồi về cái bí đao, bí đỏ, những thứ đó là cũng là củ cải, những thứ đó là chứa nhiều nước, nhiều chất xơ. Về trái cây thì đầu tiên là mà phổ thông nhất vẫn là trái chuối, những người nào mà hàng ngày ăn 1-2 trái chuối thì rất là tốt. Rồi trái đu đủ, thanh long, ngoài ra thì có những trái bơ và nước cam hàng ngày, 1 ly nước cam hàng ngày thì cũng giúp cho quá trình là đi vệ sinh dễ hơn. Trong các cái thực phẩm đó thì nổi cộm lên nhất là cái rau diệp cả. Rau cả thì có mùi vị, có một số người thì rất khó ăn, nhưng nếu như ai ăn được rau cả một hàng ngày thì ăn tầm khoảng 10-20 lá rau cả thì có thể dự phòng được bệnh trĩ rất là lâu dài. Đó là những thực phẩm mà khuyên nên dùng đối với nên dùng mà phải có hàng ngày, hàng ngày mà dễ kiếm. Còn với những thực phẩm nào chúng ta nên tránh để khỏi cái nguy cơ là có một bệnh trĩ? Những thực phẩm mà nên tránh để mà mình hạn chế bệnh trĩ á, thì đầu tiên là mình những thực phẩm nào mà gây tính nóng, vì cái tính nóng gây hiện tượng táo bón thì mình nên tránh. Đầu tiên là ví dụ tiêu, ớt, các gia vị trong hàng ngày mình phải giảm bớt. Thứ hai nữa là rượu bia là giờ là thành xã hội rồi, nam giới thanh niên là như uống hàng ngày, thì rượu bia khi mình uống vào thì sẽ làm giảm các cái mạch máu, trong đó giảm mạch trĩ, cho nên là nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ rất là nhiều. Thứ ba là các cái thực phẩm như là bột mì, bột mì đó, thì những cái mà nước ngọt có ga, những cái đó là gây cho khó tiêu đường tiêu hóa. Về muối thì mình cũng phải hạn chế ăn muối trong cái thực phẩm hàng ngày. Thì đó những thực phẩm mà hàng ngày mình có thể áp dụng trong cái chế độ hàng ngày thì mình phải hạn chế bớt. Kính thưa quý vị, đó là những thông tin hữu ích mà tôi nghĩ rằng quý vị có thể dễ dàng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta phòng ngừa căn bệnh trĩ. Kính thưa bác sĩ, thì như từ đầu chương trình tôi chia sẻ, thì tôi có mang theo những thắc mắc của quý vị khán giả gửi về cho chương trình đối với một căn bệnh đang đặc biệt được quan tâm, đó chính là căn bệnh trĩ. Thắc mắc đầu tiên tôi muốn chia sẻ và nhờ bác sĩ giải đáp với khán giả, đó chính là một câu hỏi của một vị khán giả là ở vùng hậu môn có nhiều bệnh không thưa bác sĩ, và có những bệnh nào dễ bị chẩn đoán nhầm với bệnh trĩ không? Vùng hậu môn là một vùng rất nhỏ thôi nhưng mà chứa rất nhiều bệnh. Thì bên cạnh bệnh trĩ là bệnh hay gặp rồi, thì hậu môn những cái bệnh sau đây là thường gặp ở hậu môn tiếp theo sau bệnh trĩ. Đầu tiên phải kể đến nhóm này là bệnh nứt hậu môn. Bệnh này thì rất hay gặp và gặp chủ yếu là đa số những người tương đối còn trẻ tuổi. Và bệnh thứ tiếp theo nữa là bệnh áp xe hậu môn, bệnh do hậu môn hay là dân gian mình còn gọi là bệnh mạch lương.
hẹp hậu môn. Hẹp hậu môn thì thông thường gặp trong các trường hợp mà có can thiệp điều trị rồi, ví dụ như bôi thuốc đông y hay là tiêm sơ hay là sau phẫu thuật vân vân. Các cái polyp ở hậu môn, polyp vú nhũ ở hậu môn, cái này là khi mà đi đưa cầu nó cũng lôi ra, thế nên cũng dễ nhầm bệnh trị. Các cái vùng viêm nhiễm ở vùng hậu môn, viêm loét vùng hậu môn, các bệnh ngứa hậu môn, các bệnh như sùi mao gà ở vùng hậu môn, xá ống hậu môn hay là xá trực tràng. Và cái bệnh, đặc biệt cái bệnh lý rất là chuyên sâu của cái lĩnh vực vùng hậu môn sang chậu là bệnh lý thần kinh thẹn, là cả cái bệnh lý này là cũng nằm ở vùng hậu môn. Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi thứ hai một vị khán giả gửi về chương trình, đó chính là một vị khán giả tên Quân ở quận 3 của Đà Nẵng. Thì tôi năm nay 25 tuổi, cách đây 3 năm sau mỗi lần đi đại tiện bón thì có cảm giác rát hậu môn, kèm ra một vài giọt máu tươi, có lồi một mẩu thịt nhỏ ở hậu môn. Tôi đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là bị trĩ ngoại, cần phải cắt. Và sau khi điều trị cắt thì triệu chứng đau và ra máu vẫn còn. Bác sĩ có thể giải thích tại sao? Trường hợp này là trường hợp mà như tôi đã đề cập, là đấy là một bệnh lý mà bác sĩ đã chẩn đoán nhầm sang bệnh trĩ. Thật ra là các triệu chứng này không phải là của bệnh trĩ, là bệnh của nứt hậu môn. Thì trong nứt hậu môn á, là các triệu chứng mình có là bao gồm đi cầu đau, nhất là khi đi cầu phân cứng. Hai nữa là có thể ra máu. Đặc điểm của ra máu trong này là cũng tương đối với giọng trĩ, là sau khi bệnh nhân đi cầu xong thì máu có thể giọt theo 1-2-3 giọt, hoặc là có thể dính một ít nó giấy vệ sinh màu hồng hồng. Và thứ ba nữa là có thể là nó lôi ra một mẩu nhỏ nhỏ, thì mẩu đó thực ra là các mô trong quá trình vết tích hậu môn nó đau xấu xuống và nó đẩy cái mô ra ngoài, thì đó là giống như một cái da dư chứ không phải là bổ trị. Nhưng mà nếu bác sĩ không chuyên khoa sâu về này thì khi vào khám thì bệnh nhân có đau, có đi cầu ra máu và kèm theo có cái lôi thì nghĩ đó là do trĩ, và thế là cắt cái chỗ lôi đó đi thì nghĩ là cắt xong bổ trị. Nhưng thật ra đó không phải là điều trị đúng nguyên nhân của nó, vì nguyên nhân của nứt hậu môn này hay gặp nhất là do cương cái cơ thắt ở vùng hậu môn. Đó, thì khi mà cương cơ thắt này thì khi quá trình đi phân đi ra thì hậu môn sẽ giãn to ra, rất là bị bón thì gây ra vết nứt. Thì nếu như cái này can thiệp thì can thiệp vào cơ thắt hậu môn, chứ không phải là mình cắt cái dưới đó là giải quyết nguyên nhân. Chính vì vậy là trường hợp của cái khán giả này ấy, là rơi vào trường hợp là chẩn đoán nhầm, và từ việc chẩn đoán nhầm đó thì dẫn đến điều trị cũng nhầm luôn, cho nên là gây ra kết quả là không đạt như mong muốn. Trường hợp này thì tôi gặp rất nhiều luôn, trường hợp này là rất nhiều. Quả thực thì việc chẩn đoán nhầm là gây ra một cái vấn đề rất là nan giải đối với người bệnh. Như vậy thì theo bác sĩ thì hậu quả của việc này như thế nào? Hậu quả của cái việc này thì nếu như mà sau đó bệnh nhân không cải thiện vấn đề, bệnh nhân đi có số bệnh nhân thì không cải thiện vấn đề thì bệnh nhân để như vậy luôn, coi như âm thầm chịu đựng và sợ quá đến điều trị luôn. Tại vì điều trị mình đi điều trị rồi nhưng vẫn không khỏi, cho nên nghĩ rằng là điều trị là gần như là không có kết quả và là không có đi điều trị tiếp nữa. Còn số bệnh nhân may mắn hơn thì họ sẽ đến các cơ sở y tế khác, mà cơ sở y tế khác thì có bác sĩ chuyên về hậu môn thì họ sẽ chẩn đoán được lại cho bệnh nhân cái bệnh chính của họ đang bị và can thiệp lại. Thì quá trình can thiệp lại đối với những trường hợp này thì tương đối đơn giản hơn các trường hợp bị hẹp hậu môn. Thưa bác sĩ, thì thêm một trường hợp của một vị khán giả xin được kéo tên nhờ bác sĩ tư vấn. Đó là mẹ tôi 50 tuổi, cách đây 2 năm bị trĩ đã đi tiêm sơ ở bác sĩ tư. Sau khi tiêm sơ thì trĩ có nhỏ lại nhưng đi đại tiện rất khó, phân thường nhỏ, phân cứng và phải rặn nhiều và ra máu. Xin bác sĩ tư vấn. Riêng trường hợp khán giả hồi đấy thì là đấy được xác định chẩn đoán là bị hẹp hậu môn sau khi tiêm sơ trĩ. Thì cái này thì bệnh nhân này thì phải cần đến các cái cơ sở y tế mà có bác sĩ chuyên sâu về hậu môn, mà tạo hình được hậu môn thì mới giải quyết được vấn đề này. Thì ở đây thì tại trung tâm hậu môn trực tràng viện tâm trí thì đã tạo hình hậu môn rất là nhiều bệnh nhân. Thì những bệnh nhân mà các cái đơn vị bạn sau khi mà có bệnh nhân điều trị chỗ khác tới, hoặc là đơn vị bạn điều trị xong có sẽ nói biến chứng này, đa số gửi đến trung tâm của chúng tôi tạo hình lại hậu môn. Thì những cái kết quả như tôi đã trao đổi đó thì tùy vào mức độ hẹp, thì nhưng mà đa số là tạo hình xong là đạt kết quả tối thiểu và được 70% như ban đầu. Thì đó giải quyết được cái vấn nạn của bệnh nhân là có những bệnh nhân mà bị hẹp môn xong họ không dám ăn uống luôn, mà chỉ ăn là chỉ uống sữa, và mỗi lần đi vệ sinh xong họ phải bơm thuốc ở vùng hậu môn ra để cho ra thành nước thì mà đi được. Những hậu môn hẹp rất là nhỏ vậy thì chúng tôi giải quyết được cái vấn đề khổ sở của bệnh nhân. Kính thưa quý vị, qua phần chia sẻ và tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Trần Thiện Nhân, trưởng khoa ngoại, trưởng trung tâm hậu môn trực tràng đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng, tôi tin rằng quý vị đã có những câu trả lời
dành cho những trường hợp cụ thể của mình. Và xin mọi thắc mắc về chương trình cũng như các cái vấn đề mà quý vị đang gặp phải, xin mời quý vị hãy truy cập vào website www.bacsicuban.net hoặc gọi điện thoại về số 0511 3834 333 để chúng ta có thể được bác sĩ tư vấn cụ thể hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nhân đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn Khải Lục. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng và Furama Resort đã đồng hành cùng chương trình. Chương trình Bác sĩ của bạn được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh DRT2 và phát lại vào lúc 15 giờ 30 chiều thứ hai tuần kế tiếp trên kênh DRT1. Xin chào và hẹn gặp lại. Cánh Cung Media trân trọng giới thiệu đêm nhạc Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Lam Phương diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2015 tại Nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Evie Phương, ca sĩ Đức Tuấn, MC Minh Đức, ban nhạc Hoàng Nhã, thành phố Hồ Chí Minh. Giá vé tham dự đêm nhạc Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Lam Phương 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng. Và vé VIP, địa điểm bán vé, Nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng, văn phòng Cánh Cung Media chi nhánh Đà Nẵng, 43 Master, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại giao vé tại nhà 0943 747 747 hoặc 0917 402 482. Trân trọng kính mời.